Cô xin chào các em học sinh khối 3 đã đến với buổi học online của trường tiểu học Trung Nhất. Chương trình này giúp các em ôn lại kiến thức cũ và học kiến thức mới tại nhà. Hôm nay cô trò mình cùng học tiết tập đọc kể chuyện của tuần 26, sự tích lễ hội chữ đồng tử. Tiếp nối chủ điểm lễ hội, bài học ngày hôm nay sẽ đưa các em đến một lễ hội đã có từ rất lâu đời. Lễ hội này thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, đó là lễ hội chữ đồng tử. Qua bài tập đọc hôm nay, sự tích lễ hội chữ đồng tử. Cô mời các em học sinh khối 3 của trường tiểu học Trung Nhất, các em mở sách giáo khoa trang 65-66. Bài tập đọc hôm nay được chia thành 4 đoạn. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu một lần bài tập nhé. Đời Hùng Vương thứ 18, ở làng Chữ Xá bên bờ sông Hồng, có một chàng trai tên là Chữ Đồng Tử. Nhà nghèo, mẹ mất sớm, hai cha con chàng chỉ có một chiếc khố mặc chung. Khi cha mất, chàng thương cha nên đã quấn khố chung cha, còn mình đành ở không. Một hôm, đang mò cá dưới sông, chàng thấy một chiếc thuyền lớn và sang trọng tiến dần đến. Đó là thuyền của công chúa Tiên Dung, con gái vua Hùng đang du ngoạn. Chàng hoảng hốt chạy tới khóm Lâu Thư trên bãi, nằm xuống, bới cát phủ lên mình để ẩn trốn. Nào ngờ, công chúa thấy cảnh đẹp, ra lệnh cập thuyền lên bãi dạo rồi cho vây màn ở khóm Lâu mà tắm. Nước dội làm trôi cát đi, để lộ một chàng trai khỏe mạnh. Công chúa rất đỗi bàng hoàng, nhưng khi biết rõ tình cảnh nhà chàng, nàng rất cảm động và cho là duyên trời sắp đặt, liền mở tiệc ăn mừng và kết duyên với chàng. Sau đó, vợ chồng chữ đồng tử không về kinh mà tìm thầy học đạo và đi khắp nơi truyền cho dân cách trồng lúa, nuôi tầm, dệt vải. Cuối cùng, cả hai đều hóa lên trời. Sau khi đã về trời, chữ đồng tử còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc. Nhân dân ghi nhớ công ơn chữ đồng tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hàng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông, theo Hoàng Lê. Vừa rồi cô đã đọc mẫu cho các bạn nghe bài tập đọc. Bây giờ chúng ta cùng qua luyện từ nhé. Cô có từ thứ nhất, từ quấn khố. Khi đọc, các bạn lưu ý cho cô vần ân của tiếng quấn. Các con nghe cô đọc. Quấn khố. Cô mời các bạn học sinh khối 3 trường Trung Nhất đọc lại. Từ tiếp theo đó là từ hoảng hốt. Khi đọc, tiếng hoảng có vần oan, âm đệm o, cho nên các bạn nhớ tròn môi lại. Các bạn nghe cô đọc. Hoảng hốt. Cô mời các bạn đọc lại. Cô có từ kế tiếp, đó là từ bàng hoàng. Các bạn lưu ý, tiếng hoàng có âm đệm o, cho nên các bạn đọc nhớ tròn môi lại. Bàng hoàng. Cô mời các bạn đọc. Từ du ngoạn, vần oan của tiếng ngoạn cũng có âm đệm o, cho nên các bạn cũng tròn môi. Các bạn nghe cô đọc. Du ngoạn. Cô mời các bạn đọc. Các bạn nghe cô đọc lại cả bốn từ: quấn khố, hoảng hốt, bàng hoàng, du ngoạn. Cô mời các bạn đọc lại bốn từ. Bây giờ cô trò mình cùng nhau đi luyện đọc từng đoạn của bài tập đọc và giải nghĩa từ khó nhé. Khi đọc các em chú ý, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ và nhấn giọng vào các từ in đậm. Đoạn một này các em sẽ đọc với nhịp đọc chậm, giọng trầm phù hợp với gia cảnh nghèo khó của chữ đồng tử. Các em nghe cô đọc. Đời Hùng Vương thứ 18, ở làng Chữ Xá bên bờ sông Hồng, có một chàng trai tên là Chữ Đồng Tử. Nhà nghèo, mẹ mất sớm, hai cha con chàng chỉ có một chiếc khố mặc chung. Khi cha mất, chàng thương cha nên đã quấn khố chung cha, còn mình đành ở không.
cô mời các em học sinh lớp 3 trường tiểu học Trung Nhất cùng đọc đoạn 1 nhé. Trong đoạn 1 có nói tới một ngôi làng, đó là làng Chữ Xá. Làng Chữ Xá nay thuộc xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là một ngôi làng cổ có lịch sử lâu đời, nằm cách trung tâm Hà Nội 20 km. Ngày nay, nếu có dịp ghé thăm làng Chữ Xá, các em sẽ thấy được ngắm một vùng quê yên bình với 15 bức tranh bích họa nổi tiếng. Chúng ta cùng tiếp tục luyện đọc đoạn 2. Đoạn này nhịp đọc sẽ nhanh hơn, các em nghe cô đọc. Một hôm đang mò cá dưới sông, chàng thấy một chiếc thuyền lớn và sang trọng tiến dần đến. Đó là thuyền của công chúa Tiên Dung, con gái vua Hùng đang du ngoạn. Chàng hoảng hốt chạy tới khóm lâu thưa trên bãi, nằm xuống, bới cát phủ lên mình để ẩn trốn. Nào ngờ, công chúa thấy cảnh đẹp, ra lệnh cấm thuyền, lên bãi dạo rồi cho vay màn ở khóm lâu mà tắm. Nước dội làm trôi cát đi, để lộ một chàng trai khỏe mạnh. Công chúa rất đỗi bàng hoàng, nhưng khi biết rõ tình cảnh nhà trang, nàng rất cảm động và cho là duyên trời sắp đặt, liền mở tiệc ăn mừng và kết duyên với chàng. Cô mời các em học sinh khối 3 của trường tiểu học Trung Nhất đọc loại đoạn 2. Trong đoạn 2 này, chúng ta cùng đi giải nghĩa 3 từ du ngoạn, bàng hoàng và duyên trời. Du ngoạn là đi chơi ngắm cảnh các nơi. Bàng hoàng là sững sờ không ngờ tới. Duyên trời, chuyện may mắn, hạnh phúc. Chúng ta cùng tiếp tục luyện đọc đoạn 3. Đoạn này đọc với giọng nghiêm trang, thể hiện cảm xúc thành kính. Các em nghe cô đọc. Sau đó, vợ chồng Chữ Đồng Tử không về kinh, mà tìm thầy học đạo và đi khắp nơi truyền cho dân cách trồng lúa, nuôi tầm, dệt vải. Cuối cùng cả hai đều hóa lên trời. Sau khi đã về trời, Chữ Đồng Tử còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc. Cô mời các em học sinh khối 3 trường tiểu học Trung Nhất luyện đọc đoạn 3. Trong đoạn 3 này có từ hóa lên trời và từ hiển linh khó hiểu về nghĩa. Chúng ta cùng đi giải nghĩa các từ này nhé. Hóa lên trời là không chết mà trở thành thánh hoặc tiên trên trời. Hiển linh là thần thánh linh thiêng hiện về giúp đỡ mọi người. Chúng ta luyện đọc đoạn 4. Đoạn này chúng ta cũng đọc với giọng nghiêm trang, thể hiện cảm xúc thành kính giống như đoạn 3. Các em nghe cô đọc. Nhân dân ghi nhớ công ơn Chữ Đồng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hàng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông. Cô mời các em học sinh khối 3 trường tiểu học Trung Nhất cùng đọc đoạn 4 với cô. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc từng đoạn trong bài. Bây giờ các em cùng luyện đọc lại từng đoạn của bài tập đọc, sau đó đọc lại cả bài một lần nhé. Vừa rồi chúng ta đã đọc xong bài tập đọc, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài. Câu 1. Tìm những chi tiết cho thấy cảnh nhà Chữ Đồng Tử rất nghèo khó. Cô mời các bạn học sinh khối 3 trường tiểu học Trung Nhất suy nghĩ và trả lời câu 1 giùm cô. Những chi tiết cho thấy cảnh nhà Chữ Đồng Tử rất nghèo khó là mẹ mất sớm, hai cha con chỉ có một chiếc khố mặc chung. Khi cha mất, Chữ Đồng Tử thương cha đã quấn khố chung cha, còn mình đành ở không. Cô mời các bạn suy nghĩ và trả lời câu số 2 cho cô. Câu 2, cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa Tiên Dung và Chữ Đồng Tử diễn ra như thế nào? Khi trả lời, các bạn nhớ chú ý trả lời cho thành câu. Chữ Đồng Tử thấy chiếc thuyền lớn sắp cập bờ, hoảng hốt, bớt cát, vùi mình trên bãi lau thưa để trốn. Công chúa Tiên Dung tình cờ cho vay màn tắm đúng nơi đó. Nước dội làm trôi cát, lộ ra Chữ Đồng Tử. Công chúa rất đỗi bàng hoàng.
Các em tiếp tục suy nghĩ và trả lời câu số 3. Vì sao công chúa Tiên Dung kết duyên cùng chữ đồng tử? Công chúa Tiên Dung kết duyên cùng chữ đồng tử vì công chúa cảm động khi biết tình cảnh nhà chữ đồng tử. Nàng cho là duyên trời sắp đặt, liền mở tiệc ăn mừng và kết duyên cùng chàng. Các em hãy suy nghĩ và trả lời câu số 4. Chữ đồng tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì? Chữ đồng tử và Tiên Dung đi khắp nơi dạy dân làng cách trồng lúa, trồng dâu, nuôi tầm, dệt vải. Sau khi về trời, chữ đồng tử và Tiên Dung còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc. Các em hãy suy nghĩ và trả lời câu số 5. Nhân dân ta đã làm gì để tỏ lòng biết ơn chữ đồng tử? Nhân dân ta lập đền thờ ông ở nhiều nơi ở bên bờ sông Hồng. Hàng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông. Để thể hiện sự biết ơn với công lao của vợ chồng chữ đồng tử, nhân dân ta đã lập đền thờ chữ đồng tử ở đền Đa Hòa và đền Dạ Trạch. Đền Đa Hòa tương truyền khi xưa đó là nơi gặp gỡ giữa chữ đồng tử và công chúa Tiên Dung. Còn đền Dạ Trạch tương truyền khi xưa đó là nơi vợ chồng chữ đồng tử hóa về trời. Hai đền này đều nằm ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Các em nhìn lên màn hình, đây là hai bức tranh về lễ hội rước kiệu Đức Thánh và lễ rước nước. Thì hàng năm từ ngày 10 đến 12 tháng 2 âm lịch, du khách khắp nơi lại nô nức về dự lễ hội chữ đồng tử tại đền thờ ông ở Khoái Châu, Hưng Yên. Độc đáo nhất trong lễ hội là lễ rước kiệu Đức Thánh chữ đồng tử và lễ rước nước với sự tham gia của 10 con thuyền nối đuôi nhau ra sông Hồng, lấy nước về lễ thánh tại đền Đa Hòa và Dạ Trạch. Có rất nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như chọi gà, đấu vật, bịt mắt bắt dê, cùng với các loại hình nghệ thuật cổ truyền như múa rồng, múa lân, hát quan họ được diễn ra trong lễ hội. Các em có thể cho cô biết nội dung của bài tập đọc là gì không? À đúng rồi, nội dung của bài tập đọc nói về chữ đồng tử là người có hiếu, chăm chỉ, có công lớn với dân, với nước. Nhân dân kính yêu và ghi nhớ công ơn của vợ chồng chữ đồng tử. Lễ hội được tổ chức hàng năm ở nhiều nơi bên sông Hồng là sự thể hiện lòng biết ơn đó. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang phần tiếp theo của bài học, đó là kể lại câu chuyện sự tích lễ hội chữ đồng tử nhé. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 67. Dựa vào các tranh sau đây, em hãy đặt tên và kể lại từng đoạn truyện sự tích lễ hội chữ đồng tử. Mỗi đoạn truyện ứng với một bức tranh. Để đặt tên phù hợp với từng đoạn truyện, các em cần căn cứ vào nội dung của đoạn. Cô cho các em học sinh lớp 3, trường tiểu học Trung Nhất 5 phút để các em đọc lại từng đoạn, suy nghĩ, lấy một tên phù hợp với nội dung. 5 phút bắt đầu. Chúng ta cùng tới với bức tranh thứ nhất, ứng với đoạn 1 của truyện. Các em đã đặt tên gì cho đoạn 1? À, chúng ta có thể đặt tên cho đoạn 1 là cảnh nhà nghèo khó để nói về gia cảnh khó khăn của chữ đồng tử. Hoặc em có thể đặt tên là người con hiếu thảo để nói tới tấm lòng hiếu thuận của người con chữ đồng tử với cha. Các em kể lại tóm tắt nội dung đoạn 1 với cô nào? Mẹ mất sớm, hai cha con chỉ có một chiếc khố mặc chung. Khi cha mất, chữ đồng tử thương cha, đã cuốn khố chung cha, còn mình đành ở không. Chúng ta cùng tới với bức tranh thứ hai, ứng với đoạn 2 của truyện. Đoạn 2 này các em đã đặt tên là gì? À, chúng ta có thể đặt tên cho đoạn 2 là duyên trời, hoặc chữ đồng tử gặp Tiên Dung, hoặc cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Những tên này đều rất phù hợp với nội dung đoạn 2. Đoạn 2 này khá dài, các em kể lại tóm tắt nội dung đoạn 2 nào.
chữ đồng tử thấy chiếc thuyền lớn sắp cập bờ, chàng hoảng hốt bới cát vùi mình trên bãi lâu thưa để trốn. Công chúa Tiên Dung tình cờ vây màn tắm đúng nơi đó, nước dội làm cho cát trôi, lộ ra chữ đồng tử. Công chúa Tiên Dung rất đổi bàng hoàng và cho là duyên trời sắp đặt, liền kết duyên với chàng. Chúng ta đã kể xong đoạn 2, chúng ta cùng tới với bức tranh thứ 3 ứng với đoạn 3 của câu chuyện. Theo các em sẽ đặt tên gì cho đoạn 3? Chúng ta có thể đặt tên cho đoạn 3 là giúp dân hoặc truyền nghề cho dân, vì đoạn này nói tới công lao của vợ chồng chữ đồng tử với nhân dân ta. Các em cùng cô kể lại tóm tắt nội dung đoạn 3 nào. Chữ đồng tử và Tiên Dung đi khắp nơi dạy dân làng cách trồng lúa, nuôi tầm, dệt vải. Cuối cùng cả hai đều hóa lên trời. Sau khi về trời, chữ đồng tử và Tiên Dung còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc. Bức tranh thứ 4 ứng với đoạn cuối của câu chuyện. Vậy thì các bạn sẽ đặt tên gì cho bức tranh này? Chúng ta có thể đặt tên cho đoạn 4 là tưởng nhớ hoặc biết ơn hoặc là uống nước nhớ nguồn, vì đoạn này nói tới truyền thống của người Việt Nam ta luôn luôn ghi nhớ công ơn của vợ chồng chữ đồng tử. Các em kể lại tóm tắt nội dung đoạn 4 nào. Nhân dân ta lập đền thờ ông ở nhiều nơi ở bên bờ sông Hồng. Hàng năm suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông. Bây giờ chúng mình sẽ dựa vào các tranh sau đây để kể lại tóm tắt chuyện sự tích lễ hội chữ đồng tử. Sau đó các em sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện một lần nào. Có bạn nào giỏi kể lại được hết toàn bộ câu chuyện mà không cần nhìn sách giáo khoa không? Cô khen bạn rất giỏi. Bạn nào chưa kể được thì chúng mình sẽ cố gắng đọc nhiều lần lại câu chuyện sự tích lễ hội chữ đồng tử và mình cùng kể lại cho ba mẹ mình nghe nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em mạnh khỏe, chăm ngoan. Hẹn gặp lại các em ở bài học sau nhé. Cô chào các em.